Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I'm Lip Nguyen, and today I'm gonna show you about the place that beside International University that I have studied. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Minh Nhật và ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với tất cả mọi người cái nơi mà mình học bên cạnh trường đại học quốc tế, đó chính là thư viện trung tâm. Ok, so let's find out what they are. Ok, thì đây là cổng của thư viện trung tâm, nơi mà mình học tại trường đại học quốc tế. Thì đây chính là cổng chính của thư viện trung tâm, the central library. Oh my god. Ok, let me zoom in, zoom out. Rồi bây giờ mình sẽ cùng khám phá xem thư viện trung tâm có gì nhé. Bên cạnh thư viện trung tâm thì đây là cái nơi để mà sinh viên gửi xe. Đây chính là cái nơi để mà sinh viên trường đại học quốc tế gửi xe. Và bây giờ mình sẽ đi đến thư viện trung tâm xem có gì nha. Thì mình đang bước đi vào cổng của trường của cái thư viện trung tâm. Thì bước vào cổng thì mình sẽ thấy được một chữ là Central Library. Nhưng mà đây không phải là nơi để mà mình học, nhưng mà đây là nơi gọi là văn phòng á mọi người. Nơi mình học là nó nằm bên đây. Đây là bếp bảo vệ. Còn đây là cái quang cảnh để mà mình ngắm qua bên ngoài. Mình cũng thấy một cô bảo vệ nữa. Cô. Đây là thương hiệu của trường mình, International University, Việt Nam National University, trường đại học quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Thì mọi người đến đây mọi người sẽ thấy được một cái sơ đồ trang trí phòng học của tầng 1 thư viện trung tâm. Thì đây là cái hành lang để mà mình bước vào trường học quốc tế. Có rất là nhiều bạn sinh viên đang đứng ở đây. Ok. Đây chính là phòng thính giả nhờ International University. Thì sẽ có các cái diễn viên trường đại học là cái người đứng lớp giảng dạy ở đây, các bạn có thể thấy. Còn đây là nơi để mình múc nước. Đây là hot water, đây là cold water, là cái view bên ngoài. Còn đây chính là nhà vệ sinh. Đây chính là nhà vệ sinh nam. Thì nó sẽ có chữ men ở đây. Ok. Mình sẽ tìm hiểu ở ngoài đây nó có cái gì nha. À, đây lại là một cái hành lang tiếp. Đây chính là cái máy điều hòa hay là cái máy lạnh gì đó. Oh, khi mà nhìn ra ngoài thì khung cảnh ở đây nhìn rất là đẹp luôn nha mọi người. Thì ở đây á là cái nơi gọi là hội trường Trần Chí Đáo. Thì đây là cái nơi á mà trường mình thường tổ chức cho các anh chị năm cuối, sinh viên năm tư, giống như mình vậy đó. Nhưng mà mình mới là đầu năm tư thôi. Thì các anh chị nếu mà graduation day ceremony, có nghĩa là những cái ngày mà các anh chị tốt nghiệp, thì sẽ được tổ chức ở cái nơi này. Đây chính là hội trường Trần Chí Đáo. Khung cảnh ở đây rất là đẹp luôn mọi người.
thư viện trung tâm á, thì nó nằm cách xa cái nó cách xa trường của mình cũng chắc đi khoảng chừng là 5 phút thôi, cũng không nhiều lắm. Thì không biết ở đây có mở không, ở đây bị khóa rồi. Xin chào mọi người tham quan lớp học của mình. Thì đây là L204. Cô mình đang dạy nhưng mà hôm nay mình trốn ra đây để mình quay clip đó. Thôi bây giờ mình vô học tiếp đây. Bye bye mọi người. Mai mốt mình sẽ review lớp học cho mọi người nhé.